Thế Điên Lam Định trên kênh YouTube. Hôm nay ngày 26 tháng 6 năm 2023, Thế Điên lại lên livestream kể những câu chuyện trải lòng của mình trên kênh YouTube Thế Điên Lam Định. Trước khi vào buổi livestream như thường lệ, cho Thế Điên gửi lời chúc khán giả yêu quý trên kênh, chúc mọi người có một buổi tối thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Đó là những gì mà Thế Điên hằng mong muốn. Thế Điên chào Hoàng Hải, hello anh, hello em, chào Hoàng Trung Tăng, em chào anh Phạm Hạnh, chào lành, chào anh Giai, ok anh chào lành nhé, chào Chuẩn Ngô, em chào anh Tế, anh chào em, chào Khắc Giang Trường, chào Đen Lê, hello anh Tế, ơi, ok em Đen Lê, chào Lập Nghiêm, mình chào bạn Sao Băng. Chào Sơn Mai. Chào Di Ninh Nguyễn. Chào với Lê. Chào Giang Sơn. Tế ơi, chào Tế nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh Dạ Giang Sơn. Chào Huy Biên Phạm. Chào Tùng Bùi. Chào Vinh Quang. Chào Hoàng Đinh. Chào Triệu Văn Cường. Chào anh Tế Điên, ok em. Chào Minh Hải nhé. Chào Thắng Đức, Nguyễn Đức. Chào Thắng Nguyễn Đức. Chào Hân Nguyễn Gia. Em chào anh Tế đẹp trai, cảm ơn em. Chào Văn Nghĩa Phạm. Em chào anh Việt Nam. Chào Quỳnh Anh TV. Em chào anh Lý Nhất Đát. Chào Hoàng Dương. Chào Tường Loan Vũ. Hello Tế, dạ vâng, em cảm ơn anh Tường Loan Vũ. Chào Trâm Nguyễn 93, chào nhé. Thế Điên chào Trâm Nguyễn, cho Thế Điên gửi lời chúc anh em 93 có một buổi tối tràn ngập yêu thương bên mái ấm gia đình. Chào Chí Đỗ. Chào ông Tế. Tôi chào ông rất nhiều. Dạ vâng, em cảm ơn anh Chí Đỗ. Em cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em. Cũng thông cảm cho em bởi trên livestream comment rất nhiều. Em mà giữ lại, em giữ viết lại thì nó sẽ bị lag màn hình, thì mọi người sẽ xem nó rất là khó. Thông cảm cho em. Chào Hiếu Đào. Chào Hùng Nguyễn. Chào Ucom. Chào Tê nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh Lomzin. Chào Hậu Đào. Chào anh Tế, tình yêu của em. Ok em nhé. Chào Hậu Đào, cảm ơn em. Em chào anh HD C. Chào anh Tế dạo này. Chào Tế dạo này bận quá không vào xem được. Em cảm ơn anh HTC. Chào Hiếu Minh 34, chào anh Tế nhé. Anh Tế gửi lời chúc Hiếu Minh. Chào anh em 34 có một buổi tối chặt ngầm yêu thương bên mái ấm gia đình. Anh chào Huy Huỳnh. Thế Điên chào 151 khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Thế Điên Nam Định. Có những khán giả vào sau cũng lượng thứ cho Thế Điên. Cuối buổi livestream như thường lệ, Thế Điên lại tiếp tục giao lưu với mọi người và cũng chào khán giả yêu quý của mình trên kênh. Cho Thế Điên được vào câu chuyện luôn của anh Minh Cơi. Đó. Con chào mẹ Viện Hoàng Thị. Anh Minh Cơi, cho Thế Điên review một chút về anh Minh Cơi, cái tiểu sử của anh Minh Cơi. Anh Minh Cơi là một người giang hồ, một người anh lớn đất Lam Định. Trước đây cùng vụ với anh Quang Thái, mà vụ anh Quang Thái án tử hình. Còn anh Minh Cơi và Minh Vịt là 35, anh Quang Thái nhận hết cho những người anh em. Bởi vậy anh Minh Cơi và anh Minh Vịt xử 35 và đi trại, và anh Quang Thái tử hình. Anh Quang Thái thì Thế Điên đã kể trên kênh YouTube Thế Điên Định là anh án tử hình và vác móng ngựa đập tại tòa tỉnh Nam Định chủ tọa. Bởi vậy từ đó tỉnh Nam Định bắt đầu với làm cái xích và xích cái vành móng ngựa lại. Đó. Anh Quang Thái rất là bản lĩnh, một dân anh chị số má, đã từng đương đầu với cả những các ông giáo, mười mấy ông giáo quay anh cầm cả lựu đạn đó, và chúng trẻ sau này bị bắt và xử mức án tử hình. Anh Quang Thái năm 1990 đầu 97 đó. Thế Điên làm ở băng D, gọi là D7. Đó, ở D7. Lúc đó trong buồng thì có Tế Điên
Lúc đó là Tế Điên ở D9 chứ. Ở D9. Và Tế Điên đánh Tùng Tôn. Tùng Tôn nhà Thành Trung Lão Định. Đó. Người cao 1m70, 78, gần 80 đúng rồi, to lắm. Trên tạ. Là cũng là một người anh ở với Tế Điên. Đó, qua câu chuyện thì Tế Điên cũng đã kể về anh Tùng Tôn đó. Anh sống lệch, lấn lá. Đang ở với Tế Điên mà. Tế Điên cho ở cùng. Trước đây mà Tế Điên ở buồng 9 ấy. Ở buồng 9 là anh Tùng Tôn. Là lúc đó là đang là lái xe. Đang lái xe cho Tế Điên. Vì anh 7D. Đó, sau Tùng Tôn mà. Sau cái trận xảy ra ở D9. Thì Tế Điên có cho anh... Em hãy xem ở ngoài xem nào. Thì cho anh Tùng Tôn này ở. Anh Tùng Tôn anh lấn lá. Đó, thích thể hiện, thích làm mẫu anh mà. Đó, bởi vậy anh em nhân dân tệ có phản ánh với Tế Điên. Và Tế Điên hủy anh Tùng Tôn, đánh cho anh Tùng Tôn một trận cẩn thận. Sau đó là ông Dũng Bạc, quản giáo ở nhà D, có chuyển Tế Điên về D7. Lúc đó D7 có bạn Lam Cộng và anh Sĩ Huy, anh Giới Giận và hai người nhân dân. Đó, buồng tức là ba anh em ở với nhau, hai người nhân dân, Tế Điên vào là 6. Xem này. Cả là 6 anh em, Tế Điên sang là 6 anh em. Lúc đó là anh Giới Giận này, anh Sĩ Huy này, bạn Lâm Cộng là ở với nhau và hai người nhân dân. Khi Tế Điên vào đó là 6 anh em thì là 4 anh em ở với nhau vì cái buồng là buồng tiêu diệt. Buồng tiêu diệt là như nào? Đó là ở cái nhà D đó mọi người. Lúc đó là ông Dũng Bạc, ông ấy trung chuyển hai cái buồng đó. Dồn tất cả thành phần tiền án tiền sự nhiều. Đó, có số má ngoài xã hội cũng như trong tù. Để quản những cái buồng đó. 15 buồng ở nhà D. 15 buồng thì bao giờ có hai buồng thừa. Hai buồng thừa là như nào thì cho đến review mọi người là hai buồng thừa đó là để dành cho, tức là quản giáo người ta sẽ cấp cho anh em trong buồng đầy đủ như chè, thuốc lào, thuốc lá. Chè và thuốc lào, thuốc lá để sinh hoạt. Đó. Và cái buồng đó, hai buồng đó để làm gì? Để đến khi nào mà cán bộ hủy bất cứ một con vợ nào đầu gỗ các buồng khác sẽ chuyển sang buồng đó để cho anh em Tế Điên. Hoặc buồng lúc đó là buồng 6, buồng 8, buồng 7, buồng 6 chứ. Buồng 6 là buồng anh Cường Kẹo, anh Tuấn Bình, anh Minh Cơ, anh Tuấn Bình, anh Thành Thăng, anh Giót Thứ và chú Long Đan. 15 buồng có hai buồng đó là hai buồng tiêu diệt. Tiêu diệt đó là dành cho hai buồng đó là buồng thừa của cán bộ. Đó. Thừa là như nào đấy để muốn Tế Điên review mọi người là nếu mà thành phần ở các buồng khác, gấu các buồng khác mà hay chèn ép nhân dân thì mà cán bộ bảo không được thì sẽ chuyển vào buồng Tế Điên để cho Tế Điên cùng với những anh em hủy những con vợ đó. Đó mọi người ạ. Thế bởi vậy là buồng của anh Thành Thăng này, anh Cường Kẹo này, anh Tuấn Bình này và anh Giót Thứ này, anh Thành Thăng là công cống hết, tự làm khắc sướng. Lâm anh đó là xã hội đấy, ở Lâm đất Nam Định là đều là số má nhất ở đất Nam Định, số má giang hồ đấy, nhất thì không nói nhưng chưa biết ngại đối tượng nào đó. Cũng anh Cường Kẹo mà, anh Bình Hùng, anh Kha Khôi, anh Văn Trị, những thập niên 90, 89, 90 các anh ấy nổi đình nổi đám đất Nam Định, anh em ở Nam Định chắc anh biết đó. Anh Thành Thăng, Giót Thứ, anh Tuấn Bình, hai anh em anh ấy vụ giết người và anh trốn vào trong Sài Gòn bắt ở Di Lý Chí Hòa ra. Đó, buồng đó 5 ông công cống, tức là 5 con quạ ở với nhau,
Buồng Tiến Yên thì khi Tiến Yên sang là 4 và 2 người là 6, 2 người nhân dân. Thế là buồng Tiến Yên thì có người phục vụ, chứ buồng của anh Tuấn Bình là không có ai phục vụ cả, mọi người ạ. Không ai phục vụ cả. Nên bởi vậy, hai buồng đó được cán bộ cấp thuốc lào, thuốc lá. Sau này ông Tuyến Phạch về quản tiếp ở cái đó. Đều phải phục vụ hai buồng, căn buồng đó, thuốc lào, thuốc lá. Hai buồng đó là buồng, tức là cán bộ thừa để hủy tất cả con vợ nào mà cán bộ nhắc nhở không nghe sẽ chuyển xuống buồng đó để cho hai căn buồng đó. Và buồng nào cũng chết, nói rõ luôn bằng tiếng Việt. Đó. Thì Tiến Yên vào một phát thì bạn Lam Cộng ôm Tiến Yên. Bạn ơi, sao thằng Tùng Tôn nó sao mà để cho bạn đánh nó làm sao vậy? Thì Tiến Yên cũng kể với bạn là tôi cho lên ở cùng, tôi ở một mình nó chán nó buồn thì tôi cho nó ở cùng. Nó hơn tuổi gọi là anh, cho nó ở cùng. Nó lấn lá, nó cứ suốt ngày nó chèn ép nhân dân để anh em nhân dân với lái xe nó cứ kêu tôi. Tôi bảo nó nên là không rút kinh nghiệm. Ăn hết cả phần của nhân dân mà. Mà ở với Tiến Yên là ăn sung mặc sướng mà tự nhiên lại làm những cái trò đó với anh em nhân dân quá đáng quá là không được. Ở nhà C nó khác, buồng riêng nó khác. Buồng riêng mình cũng thoải mái cho anh em nhân dân để người ta có cuộc sống, người ta ăn uống, người ta phục vụ mình, người ta rửa bát, đánh toilet rồi giật quạt cho mình cả đêm. Đó, mình cũng phải cho người ta cái ăn cái uống. Nhưng đây là Tùng Tôn mà đang khổ mà cho lên ở, cái đâm ra là bục liên tục, ăn liên tục. Đó, ăn lại gạo mặt phu lên. Thế nên ghét quá đánh trận cho lái xe cả tất cả anh em nhân dân, cả với Tế Điền nữa, 5-6 người, 5-6 người lệnh cho trận cẩn thận luôn. Đấy, nhưng sau này ông Tuyến ông ấy bảo ông Dũng Bạc quản giáo đấy, ông bảo là thôi mày ở đây một tuần mày đánh 2 thằng rồi, không thể chấp nhận được mày rồi, và tốt nhất là xuống mùa 7 xuống ở với thằng bạn mày, nhốt hết chúng mày vào một chỗ dễ quản. Chứ tách ra mà bây giờ mọi người phải tính là cái 5 anh em ở buồng 6, anh Cường Kẹo, Thành Thăng, anh Gióc Thứ tiếp mà tách ra mỗi người một buồng thì phải là ông ấy lại phải đau đầu cho 5 buồng không? Xong lại tiếp tục buồng của Tiến Yên là 4 người mà 4 buồng nữa là 9 buồng thì ông đau đầu thì ông ong sủ, ông ấy điên mất. Thế bởi vậy ông dồn co cụm này thì ông chỉ có phục vụ và ông chỉ đau đầu 1 buồng 2 buồng thôi. Đó mọi người, ý Tiến Yên muốn hỏi, muốn chia sẻ như vậy. Đó. Thế xuống phát mà làm cậu ôm mà. Tôi bảo rồi, về đây với tôi, đéo về. Thích chú đây bảo, ông ơi, khổ quá, tôi cũng muốn về đấy chứ phải không đâu, nhưng là cán bộ không cho thì phải chịu thôi. Nói thì nói vậy thôi, nhưng là anh dễ giận thì Tế Điên biết là đầu tiên. Đó, ở với anh ấy là đầu tiên. Đó, nghe tên anh dễ giận và anh thế giận mà lúc đó địa chủ Lâu Lâm và Lý Khánh, Tế Điên cũng biết rồi, vì lúc ở giam cứu với nhau, khác buồng thôi, nhưng là cũng nghe là anh giới giận vào là như thế nào. Nhà tù người ta bắn tin, thông tin nhanh lắm. À, ví dụ nghe thì anh giới giận vào phát là anh em nào biết thì bảo à, bây giờ anh giới giận ở trên trại Linh Khánh, anh em anh là địa chủ Lông Lâm ác lắm, rồi cho vay lợi lãi đất Linh Khánh nữa kia. À, Tế Điên nghe thì cũng sốt xịch luôn đấy. Nhưng lần đầu tiên thì chiêm ngưỡng anh giới giận, nhưng là anh giới giận cũng không có cái chương trình gì để lệnh Tế Điên, nói thẳng vậy. Vì lúc đấy ở 3 anh em ở với nhau thì 2 người biết Tế Điên. À, còn anh Sĩ Huy, anh Sĩ Huy thì lại là anh ở với Tế Điên cũng trên trường, mà Tế Điên kể anh Sĩ Huy và anh Lâm Biến ấy, ở Văn Miếu. Đó. Anh Sĩ Huy được cùng đội với anh Thái Nga, đội 5 đội chỉ. Thì anh bảo ôi giời ơi, lại ông Thủy Thịnh. Ông Thủy Thịnh ông lại chuyển sang đây rồi. Thôi thì 4 anh em thì tự sướng thôi. Đó. Và 4 anh em sinh hoạt với nhau. Đó. Và thời gian cũng thấm thoát trôi đi được khoảng 2-3 tuần. Buổi trưa có một tiếng két cửa, két sình, nghe tiếng cửa của nhà tù thì hãi hùng luôn. Anh em đã từng trải qua nghe tiếng cửa đấy vãi luôn mọi người ạ. Két sình. Đấy, xong lại két sình, 2 lớp cửa với vào nó buồng giam. Đó. Buồng giam trên 7 mét vuông. Cửa là 2 cánh cửa với vào đến buồng giam. Đó. Người ta bảo qua sân cọp với vào buồng giam. Đó. Thì một cái cửa ngoài mở xong đến một cái sân cọp. Cái sân cọp để anh em mà ra sưởi, người ta ngồi sưởi, nó rất bé thôi mọi người ạ. Xong rồi đến buồng giam, có 2 cánh cửa. Thì vào một phát thì anh Minh Cơi, lúc đó tên không biết anh Minh Cơi ngoài đời. Bạn Lam Cộng cũng không biết.
anh mặc bộ ga, à mặc một cái áo ga, Tử Liên nhớ lắm, mặc một cái quần ga, đi một một đôi đôi sen xô, cái loại dép xốp ngày xưa, mặc một cái áo cốt tông, áo tích cô, áo đông xuân như màu trắng như này mọi người, đấy nhưng ngày xưa là tích, nó là đông xuân của bộ đội ngày xưa đấy mọi người, đấy mặc như vậy, tay anh cầm một túi quần áo từ ở trong 54 lúc chưa xây tháng 10, bắt đầu là 54 vào, phát thì Lam Vượng, Lam Cộng thì lúc đó Tế Điên đi Lam Cộng thì ít tuổi, mới có 16-17 tuổi. Thế bạn là Lam Cộng à? Thằng này có vẻ thích thể hiện đầu gấu nhỉ? Mày ngồi về trong kia. Đấy. Thì anh Cường Kẹ, anh Minh Cơi. Anh nhìn, anh cười, anh không nói năng gì. Lúc sau Tế Điên bảo, thằng lính mới này thôi rồi, mày thích cười à? Tí đóng cửa vào, cán bộ đóng cửa, chưa thì Tế Điên nghĩ trong bụng đấy, thì tí là cho mày tắt luôn cái nụ cười luôn. Anh cười, anh vào anh đĩnh đạc lắm, cười coi thường kiểu tí, coi thường đối thủ là Tế Điên với Lam Cộng. Nhưng thật sự mọi người luôn, nếu mà không biết anh là người anh mà các anh của mình không bảo, thật sự kể cả anh Minh Cơi cũng không ăn thua gì. Thì thứ nhất là anh Minh Cơi đúng là anh người rất yếu mới bắt vào đó, mà Tế Điên với Lam Cộng thì lúc đó người ta thường nói mà 16-17 bẻ sừng trâu, sức khỏe có mà rất thích lại phá giá các anh đó, xã hội nữa. Tế Điên thật, thế bởi vậy vào mà chỉ cần để cái bộ mặt chống đối, tức là khốc phục coi thường, thì tí nữa cảm nhận luôn gì còn tiếng thở, mà cũng gì còn nụ cười trên môi nữa, mà chỉ nhìn thấy có mặt lạ thôi, chứ không thể có một cái chương trình giải trí gì hết. Thì ông Dũng Bạc mà Minh Cơi nhá, nó xã hội chắc chúng mày biết nó. Thôi vào đây anh em bảo ban nhau, tao định cho đi buồng khác, nhưng là thôi cứ tống vào đây nhá, giống buồng thằng Cường Kẹo, tống vào đây bảo ban nhau đấy nhá. Chứ bây giờ tách công đi, mỗi ông một buồng thì công làm loạn lên, tôi đau đầu lắm, tôi là nhốt hết vào đây. Và ông Dũng, ông ấy Bạc, ông cũng quay ra. Thì lúc đó anh Sĩ Huy và anh Giới Giận thì bảo, ôi giời, ông bạn, nó sao vậy bạn? Thế tự nhiên mình ngồi xem cái phản ứng của những người anh của mình. Thì lúc đó anh Sĩ Huy anh hỏi, và anh Giới Giận anh cũng hỏi, thì anh Minh Cơi anh có bảo, bạn ơi, tôi đập cái thằng đấy, ngồi uống nước, ức chế, nó ăn nói vô láo vô quét, tôi đập cho nó mấy cốc ở đầu, cầm dao chém nó xẻ cái vai, nó quy tội cố ý gây tích. Nhưng là chắc bà già, chắc là anh em nhà cũng lo, chắc trong ở đây một thời gian thôi, tôi về tại ngoại. Vì bà già bảo rồi cứ vào đi, bà già lo, anh em ở ngoài nói như vậy rồi, chắc vào một thời gian thôi. Thế anh Giới giận thì anh Sĩ Huy bảo là đây là anh Minh Cơi. Lúc đó thì các anh ấy nói và các anh ấy giải thích đó xã hội như vậy, thì lúc đó Tế Điên đi Lam Cộng mới biết là anh ấy là một người anh có số má đó, và cũng là trong chuyên án của anh Quang Thái Lỗi Đình ở đám đất Nam Định. Vụ anh thì cuồng sát luôn, nói về vụ anh Quang Thái. Đến bây giờ đất Nam Định khi nhắc đến anh Quang Thái, vụ anh Quang Thái, thật sự vụ án đó cũng là vụ trọng án điểm của đất Nam Định, toàn sát thủ máu lạnh, đối đầu với cả các ông giáo luôn, dám giật cái lựu đạn tương lại các ông giáo thì mọi người biết rồi. Nên anh Quang Thái bị bản án tử hình, và anh biết không thể thoát được tội và nhận tội cho anh em, vì xác định mình cũng chết, nên là nhận hết cho những anh em. Bởi vậy anh Minh Cơi và anh Minh Vịt, hai người chỉ là tội tòng phạm đi cùng,
và quy tội là cướp, một tội cướp và một tội cố ý gây tích, xử 3 năm. Đó. Thế đến khi các anh ấy giải thích xong thì Tế Điền với Lam Cộng cười với nhau. Cười với nhau ý là tí là nhậu luôn đúng không anh? Nếu không biết là nhậu luôn. Đó, thì là lúc sau cơm nước anh em pha trà ngồi uống nước chém gió. Thì Tế Điền thật sự mọi người là cũng trải nghiệm chè, làm cứ lơ lọc uống cho nó giống chất bộ đội. À, chứ còn thì ở trong đó mọi người thì anh em người ta không có cốc nước chè đâu, người ta chỉ lấy cái lọ C đấy mọi người, cái lọ C bé, C viên đấy, nó bé đấy. Đó, người ta cắt ra, người ta cắt cái mà nó hình xoáy gen ấy, người ta chỉ để một cái thân thôi, một cái đít đó, làm cái cốc nhựa. Mọi người. Còn là cái ấm ấy, cái ấm thì là người ta làm ở cái ca nhựa đó. Sau này Tế Điền sẽ review cho mọi người, Tế Điền sẽ chế cho mọi người xem một cái ấm đó, trong nhà tù đó. À, có khi trong tuần này Tế Điền sẽ làm cái clip đó, cũng như là Tế Điền chế điếu đấy và xe lông mặt hay là các thứ, Tế Điền sẽ lại tiếp tục lại review cho mọi người cái ấm mà anh em đại bàng đó, dân số má ở nhà tù giám cứu hay dùng bằng cái đó. Cái nhựa đấy mọi người, ta khoét ra và người ta làm cái vòi viết, xong rồi người ta để nước nó chảy, nó chảy qua để cho nước uống. Thế Tế Điền thì không nước chè, làm một tí nước lọc, ngồi nhâm nha khề khà nghe những câu chuyện. Người ta bảo rồi dăm ba câu chuyện chém đời anh đời tôi, đời Tần hết đời Tần cho đến đời Tào, cho đến đời Tào là chấm hết cuộc chơi, là đến kẻ bong bong là có thể ta có thể ngả bà đèn để ngủ. Nghe những cái câu chuyện của anh Minh Cơi, anh kể về những cái trận va chạm xã hội thật, kể cả các anh ở trong đó. Lúc đó mà khi anh Minh Cơi vào phát thì thật sự đấy mọi người, người ta đã gọi là có số má, người ta vào trong nhà tù phát đóng cửa, cán bộ vừa ra phát các buồng gọi cứ anh Minh ơi, anh Minh Cơi anh vào buồng nào đấy rồi bạn ơi, anh Cường Kẹo, anh Thành Thăng, anh Gióp Thứ, anh Tuấn Bình đó, cứ đập tường sang. Minh Cơi, ông làm sao vậy? Là anh Minh Cơi ra nói chuyện đó. Nói chuyện với các anh ấy. Đấy, thế là anh Minh Cơi, anh ấy nói chuyện anh Cường Kẹo mà bạn ấy bạn, bố cái thằng Thùy con này với cái thằng Lam Cộng này bạn ạ, tí nó nhậu thôi. Tí nó thịt tôi. Tôi vào thằng Lam Cộng nó trợn mắt, nó bắt tôi đi xuống toilet. Thế tôi cứ cười thôi, tôi không nói năng gì. Đó, vì là tôi biết là các anh của nó là chơi với tôi, tôi cũng không nói năng gì, tôi chỉ cười thôi. Đấy. Còn ông Thùy Quan ông ấy có vẻ nghiến răng nghiến lợi lắm, đảo như ở lượn như cá cảnh ấy nhá. Ông có vẻ nghiến răng nghiến lợi đảo như cá cảnh ấy, tôi nghĩ là đóng cửa là bọn này nó nhậu tôi rồi nhá, nhưng là tôi nghĩ là không chơi. Thế lại anh Cường Kẹo anh ấy trêu, thế anh nói chuyện anh cười xong, anh gọi Tế Điền ra ngoài cửa, anh bảo chứ: "Này ông Tế, ông Thùy Quan, ông Thùy Trộm." Tế Điền bảo: "Dạ em nghe rồi." Mày thế đéo là mày định nhậu cả bạn tao à Thùy? Bảo đâu anh, em có biết đâu. Em vào em thấy anh ấy mặc quần ga, em nghĩ anh cũng là bộ đội của chảo ở Lâm Tư vào, thì em có biết đâu, thì em mới như vậy thôi, chứ còn biết bây giờ thì là... Thế là các anh Gióp Thứ và anh Thành Thăng cứ thế cười thôi. Anh Thành Thăng bảo: "Bố, ông Thùy Quan, ông Thùy Quan, ông Thùy Trộm này, có khi là tôi mà không biết là tôi lại rớt vào buồng ông thì chết dở." Ông Thùy nhà bảo: "Anh nói vậy, các anh là anh mãi mãi là anh, chẳng qua là em không biết anh ấy thì đúng thật là nhà tù anh ạ, chứ còn em biết thì làm sao em dám cái chuyện đó." Thế là các anh cười mà anh trêu vậy thôi, chứ còn thì đúng thật là vào tù không gặp anh gặp em thì anh đây còn bị lẹn. Chứ đừng nói là Minh Cơi, anh Minh Cơi thì rất bé, mà anh cao 1m65 thôi, 65-68 thôi, tầm 68. Nhưng lúc đó anh cũng đang chơi mà, anh chơi hàng. Thế nên mọi người anh gầy lắm, mà ngày xưa các anh chơi toàn hút đen thôi, chứ không có có hàng Thủy, cô Mai Chí, không chơi cô Mai Chí mà chỉ chơi hàng đen thôi. Vì sao các anh ấy cô Mai Chí bằng nước đen, chứ không phải là cái đô này, móc phin này, rồi là xe sen này.
sau này tận những thập niên 2000 hay lẻ mấy bắt đầu mới có anh Cu Hê ra đó mọi người ạ. Xong cái ngày đó anh em ở với nhau bốn anh em thêm là 5 anh em, nhưng với 2 người là bùng 7 người đó. Thì thật sự đúng người ta bảo giang hồ dân anh chị người thể chất tư cách, kể cả sao anh ấy chơi rồi, anh chơi chơi hàng ngoài anh bị bắt vào thật, nhưng sau có mấy ngày anh vật vã ở ngoài 54, khi anh khỏe rồi thì anh vào trong trại Đại An. Đúng thật sự các anh ấy, tư cách sống để cho các em, thế hệ các em, các cháu nhìn vào đó. Đó là cái đối nhân xử thế. Lúc đó Tế Điền với Lam Cộng, hai anh em là tất cả lính mới, bất cứ một con vợ nào đó vào buồng là Tế Điền và Lam Cộng xử lý, còn các anh là chỉ có ngồi chơi xới nước, còn gần như là tầm kiểm soát đều do anh em Tế Điền và Lam Cộng. Tư cách sống là sao để nhìn và sau này thì cũng học hỏi của những người anh, người chú đi trước, đó là cái đối nhân xử thế và cách làm buồng, cũng như là cách mình khi mình đã được quyền kiểm soát hoặc mình được một cái chân cước sắc trong nhà tù, mình phải xử sự như vậy chứ không thể mình dùng bằng sự tàn bạo được. Anh em anh dạy Tế Điên rồi là Lam Cộng đó, anh sống rất tình cảm. Lúc đó là có hai bục sàn mọi người ạ. Bục đó thì anh ấy đúng ra anh phải nằm ở trên sàn trên đó, nhưng là anh Sĩ Huy và anh Sĩ Huy thì nằm với Lam Cộng ở bên sàn bên này, còn Tế Điên thì anh Giới Giận nằm ở bên sàn bên này đó. Còn ở dưới bong ke thì anh Binh ấy bảo thôi để tôi xuống cái lằm ở dưới, anh giải chiếu lằm ở dưới cho nhân dân lái xe lau sạch đi, xong anh giải chiếu lằm ở giữa bong ke, còn hai nhân dân tệ lằm ở hai mà là hai cái gầm của cái sàn đó mọi người. Chứ đúng ra là Tế Điên và Lam Cộng là phải xuống dưới nằm, mình là em mà, nhưng anh bảo các em cứ nằm trên đi để cho anh nằm cho thoải mái, nói từ thoải mái thôi mọi người. Nhưng nhà tù ấy thì đúng ra là người ta biết, mọi người biết rồi, nó là màu cờ sắc áo, như nào gọi là mâm trên mâm dưới, như nào là cấp thứ bậc trong nhà tù phân biệt rõ ràng. Nhưng để anh ấy không phải vì cái đó, các em nằm đi không phải ngại, chứ còn lúc Tế Điên nằm ở trên cao, anh nằm ở dưới đất mà ngượng nó chứ, mình ngại nó chứ, mình cảm thấy nó không không xứng. Mà anh ơi thôi anh lên nằm đi, em nằm ở trên này thế nào anh ngại lắm anh ạ, thôi để em Lam Cộng xuống dưới nằm, anh lên trên nằm đi. Mà không, các em cứ nằm đi. Bây giờ anh mình nói mình phải nghe thôi. Và cũng nằm ở trên. Đó là một cái mình thấy anh Minh Cơi, một người anh, một cái cư xử rất đơn giản. Nếu anh em ở ngoài xã hội chưa từng trải qua nhà tù, những tập liên đó nghĩ rằng là ôi dễ nằm trên với nằm dưới thì như nhau, chỉ cần cuộc sống thôi, đúng không mọi người? Nhưng không phải đâu. Vì trong nhà tù, bước vào nhà tù, một người lính mới bước nhà tù, người ta có thể biết được chỗ nào là đại bàng, chỗ nào là sĩ quan, chỗ nào là nhân dân, chỗ nào là... đã chia ra từng chỗ ăn chỗ nằm rồi. Đó. Chia từ chỗ ăn chỗ nằm rồi. Thế đâm ra là nó thật sự mọi người luôn là nhìn là biết, nên anh không thể nằm ở chỗ đó được. Nếu chỗ đấy nằm là chỉ có ép út, nó một, hoặc là người lái xe chuyên điêu đóm, đó mà là chuyên điêu đóm. Đó. Đấy, chuyên đưa đón thì người ta ở đó để người ta phục vụ cho anh em trách nhiệm, anh em ông tướng, ông tượng. Đấy, nhưng anh nằm ở dưới đó. Chứ còn thì ít người anh như vậy lắm. Vì người ta là anh mà, người ta có quyền được nằm ở mâm trên, chiếu trên, được nằm ở chỗ sạch, xanh sạch đẹp. Đấy. Người ta bảo là em ăn thèm bác lặng.
và mình là em. Em ngày xưa chất không như em ngày bây giờ. Em bây giờ láo nháo pháo như xe. Anh em xong lúc nhậu và giả vờ say say xong quay ông tôi ngày mai là nó chửi thẳng luôn. Em bây giờ thật sự thế điên dám nuôi nói luôn là xã hội bây giờ cách sống chán. Nó không còn cái chất ngày xưa. Cái thời như tế điên là em út ấy, nên là sống phải chuẩn mực, biết mình là em, đặng là em mãi mãi như thế. Dù mình ở cấp bậc nào mình mãi mãi là em của anh. Tôi gọi các anh ngày sau này cả anh không còn đương thời nữa, hoặc anh về với một cuộc sống giản dị bình thường rồi, ra ngoài đường vẫn cứ phải chào anh là anh. Chứ còn bây giờ gần như là lãng quên. Sau anh em sống rất là tình cảm, đêm nào ngày nào hát hò trêu chọc nhau đó. Thì tầm khoảng trôi đi trên một tháng thì có một phạm nhân ở dưới ca, ở dưới buồng, ở dưới buồng tuyệt tình cốc luôn, thế nên không nhớ nữa, lúc đấy nó phải khoảng buồng 12, 13 đấy. Là có một quả, tức là đầu buồng đánh anh em nhân dân tệ ở trong buồng buổi trưa mà nghe tiếng hô thất thanh: cán bộ ơi, cán bộ ơi. Lúc sau cán bộ vào mở cửa và vũ trang mở cửa vào vác dù cui vào quánh trận. Thế thì chỉ nghe ơi cháu xin cán bộ, ôi tôi xin cán bộ, thì cháu xin cán bộ loạn cả lên. Lúc sau tự nhiên thấy vũ trang và ông Dũng Bạc đứng trước cửa bảy buồng bảy D 3 băng đê đấy, ở buồng bảy giật cửa ra. Và cán bộ Dũng Bạc bảo: thằng này nó ở dưới buồng, ông tướng ở dưới buồng dưới đánh anh em người ta vừa hô cán bộ chuyển như thế này nhá. Anh em bảo ban, nói từ bảo ban là biết rồi, là dạy bảo cho mày biết luôn, mày thích làm con gấu à? Và anh Minh Cơ mở thất rồi ông ok ông cứ để nó vào đây. Vào cán bộ vào phát, nói thật sự luôn, ở cái băng đê Thập Liên đó, những cái ngày tháng thế nên nào ở đó đấy, thì 15 buồng trừ một buồng tử hình, hai buồng lữ, một buồng lữ ở đầu ca, một buồng ở cuối ca, đó là ba buồng. Buồng anh Cường Kẹo, anh Minh Cơi nữa, anh Thành Thăng, anh Sóc Thứ là 4 buồng, 15 buồng mà. Còn với buồng của Tế Đen là 15 buồng, thì còn 10 buồng mà nghe thế vào đến buồng số 6 và buồng số 7 vỡ mặt hết, đốt cháy luôn các con vợ luôn từ lốt nhạc đầu tiên. Lên khi mà phạm nhân kia bước chân vào trong buồng giam đã vỡ mặt rồi. Em xin các anh vào. Và buồng xong đợi cán bộ, khi tiếng giày của cán bộ không còn nghe tiếng bịch bịch của đầu, ở đầu ga nữa, nó biết cán bộ đã ra khỏi trại giam. Lúc đó đến lượt công việc của Tế Điên và Lâm Cộng. Tế Điên với bạn Lâm Cộng nhảy xuống. Mùa hè mà mọi người lóng, hai anh em lúc đó mặc hai cái quần lanh thái nhảy xuống. Đấy đây, bắt quỳ xuống, bắt chắp tay đằng sau: mày đại bàng à, mày là con hổ à? Trưa nay các cậu mày đang ngủ, mày đánh người dầm dầm ấy chứ. Bây giờ mày biết buồn này buồn nào không? Còn vợ kia: anh ơi em biết rồi, em biết đây là buồn của anh Sĩ Huy với buồn của các anh rồi. Mày ăn trên ngồi chốc sướng với đường sướng là một. Hai anh em Tế Điên dạy bảo luôn mà, Tế Điên và Lâm Cộng dạy bảo luôn. Mày sướng không biết đường sướng, làm nhưng mà phát là ức, túm tóc giã nhưng mà phát. Lại lồm ngồm bò dậy, lại phải quỳ, lại phải bó gối, cúp phà, tiếp tục
Nam Cộng thì vỗ vai và vỗ vào đầu. Đang là ông tướng thì hôm nay bây giờ sao mà này cho mày thành nhân dân, sao cho mày cảm nhận được cuộc sống không biết trân trọng. Từ bây giờ mày, tên mày là nhà mép, có chấp hành không? Còn vợ kia thì chấp hành quá, đầu gật như bổ củi, gật như có đầu tê là bắc luôn. Dạ dạ, canh bảo sao em chấp nhận vậy. Lừa, chỉ vừa nói dứt câu lại một phát nữa và ức, mặt tái dại đi theo. Cứ một phát đá là một phát mặt tái dại luôn. Và bắt cởi hết quần áo ra, đằng sau lưng mà cũng xăm bức tường thành cổ đẹp, bắp chân xăm có độc rồng, xăm có rồng quấn lên tận đùi, cũng dân tù tội mà, tiền án nhiều, tiền sự nhiều. Nhưng là đó, đất có thổ công, sông có hà bá. Ông không trân trọng cuộc sống của ông, tại nơi ông, địa bàn của ông, thì ông sang buổi khác, sang địa bàn người khác. Ông không có một chương trình gì, giải trí gì hết. Đó là nhà tù, xã hội cũng vậy thôi. Vì xã hội nó là môi trường rộng lớn với mọi người. Ông có thể ở Lâm Định, ông có thể làm mưa làm gió, ông có thể gọi gió gọi mưa được. Nhưng bước lên trên Phủ Lý thôi, chứ chưa nói Hà Nội, ông không có cái chương trình gì hết. Ở đâu chẳng vậy. Nhà tù cũng thế. Phải chấp nhận. Có những ông ở ngoài Bắc, số má, đẳng cấp, tiền nhiều, thích một trận lăn tiến vào để thử sức với cuộc chơi, thử sức với một sân chơi mới. Có những người trụ được và có những người đẳng cấp hơn, nhưng có những người không chịu được nhiệt, rồi lại phải quay ra Bắc, gọi là trận thất trận, vỡ trận, phải ra. Thì nhà tù cũng vậy. Có những người, người ta đánh người buồng lọ buồng kia, người ta chuyển sang, người ta vẫn ông tướng, vì đó là thương hiệu, đó là bản lĩnh, và người ta có tên tuổi khẳng định từ xã hội đến nhà tù. Thì ở xã hội cũng vậy, người ta đã khẳng định không cứ gì một tỉnh thành, người ta đã khẳng định sân chơi của nhiều tỉnh thành. Bởi vậy người ta làm ăn, đi lên khác người làm ăn, người ta cũng thế thôi. Nhưng mấy người làm được. Có người cũng có chí lớn lắm, đang ở ao tù mà muốn vùng vẫy ra biển lớn, sông pha chiến trận, thử sức mình, huy động cổn tiền đó, chiêu tập những người anh em rồng rắn dắt nhau vào Lam Tiến hay là vào miền Trung khởi nghiệp, bể hết rồi lại phải ra. Nó còn nhiều yếu tố nữa. Tiền có, thế lực có, anh em có, nhưng thời thế không cho, cũng không làm được gì hết. Nhà tù cũng thế. Khi dạy bảo phạm nhân xong đó, đóng góc luôn đó, phát cho cái dép đánh nhà mép luôn và nhanh. Nghỉ luôn. Nhưng cái lúc mà đang dạy bảo ấy, và Tế Điên và bà Lam Cộng đánh mà đã trò đánh là hay bị sai đòn. Vì thành phần này cũng thành phần cũng số má, chấn cướp ở buổi khác mà. Mà giết được. Quản giáo phím rồi thì chỉ có lệnh căng thôi. Lệnh cho mày lột chí khí, lột lệnh cho mày sợ, dạy cho mày biết. Thì sau này nếu mà còn được cái chân như vậy, hãy cố mà giữ, đừng để sang buổi khác sẽ mất đi kiểm soát, rồi mất đi những giây phút được hưởng thụ. Bên kia mà đang cơm gà cá gỡ, ăn có người bê, uống có người rót, đi đánh răng rửa mặt có người gấp khăn mặt, vò khăn mặt cho, tiêm thuốc đánh răng cho, thích hát là hát, thích đi đi trong buồng, đi lại trong buồng đi. Khi sang đây không có cơ hội, tên mày chỉ là có ngồi lại tiếp tục đóng góc, lại du thuyền, lại đi tàu tennis luôn, đóng góc luôn và đảo quốc luôn cho nó nhanh.
Đấy nhá. Trong buồng ông thì bốn bể của lòng của ông rồi, nhưng ở trong sang buồng này thì bốn bể, một bể của ông cũng chả có. Tên ông chỉ là công tơ lơ mút nước, ông chỉ là cái máy mút nước cho anh em người ta tắm thôi. Vì là giam cứu mà nước nó khó, nó ít, nó bơm rất khó. Vì buồng 1, buồng 2, buồng 3, buồng 5 ấy, thì nước bơm nó còn khỏe, nó còn đẩy được. Từ buồng 7, buồng 8, buồng 9, buồng 10 là mút hết, là phải mút, gọi là công tơ lơ đấy. Tê điên nó bị ở buồng Đăng Hà, Đăng Hà bắt mút nước cho Đăng Hà rồi hết cả mõm lên. Đấy, ăn cơm mà có tí dầm muối vào nó xót xót dã man luôn mà. Thế vì sau mút nhiều nó thành chai, nó chai ở trong mồm luôn. Đó. Tên ông chỉ là mút nước cho chúng nó tắm thôi. Đó. Khi mà Tế Điên và Lam Cộng cứ vừa dậy bảo vừa lên thì anh Minh Cơi có bảo thôi của em nó biết rồi. Nó cũng là thằng có danh dự, cũng là một thằng đầu buồng, người cũng xăm trổ hổ báo cáo trồn, cũng đã đi một hai toang rồi, hiểu luật rồi, nó biết, tha cho nó. Thì tôi bảo anh ơi, thằng này không tha được, thằng này em nghe nó trả lời vẫn chưa được trùng điệu lắm. Thì anh bảo thôi em, vì nó ở đây với mình còn lâu còn dài, nó sai đâu sửa đấy. Còn nó là một thằng chất chơi rồi, đã từng làm buồng một buồng rồi, nó đã xin, nó biết sợ, tha cho nó em. Đúng một câu nói đó, Thế Điên không đánh nữa và lên sàn ngồi đánh xong, hai anh em đánh xong còn thở luôn đó mà. Thì anh Minh anh gọi Phạm Nhân lên và nói: hôm nay các em tao nó dạy bảo mày, vì mày ngu, mày đang cuộc sống bên buồng đó mày đang sướng, không biết trân trọng, chèn ép nó nhiều quá, nhà tù này vậy thôi. Đây nó chưa, đây nó chỉ là nơi dừng chân thôi, nó chỉ là cái tạm ở với nhau, chỉ có một tháng là đi trại, thích thể hiện phải xuống C, đấy là môi trường đi trại lớn, nó là môi trường cải tạo. Xuống C nó là môi trường lớn, còn đây nó là môi trường nhà ca, 6-7 anh em bao bọc nhau. Còn nhân dân thì thôi, mình ăn thịt, mình cho nó con cá, cột lạc. Một mình mày 7 thằng nó phục vụ, đồ mày ăn không hết, thiêu thối, đổ lên làm gì, cho chúng nó ăn. Đây mày xử sự như vậy, đúng ra là cũng không có, không được. Nhưng là thôi, hôm nay hai em tao nó dạy bảo mày, chứ còn để mà tác động vào người mày thì chắc là mày khổ luôn. Một câu nói của người anh thì sau cái liền cảm nhận được là người ta vẫn thường nói mình đánh người hay đuổi người làm gì đó, mình không nên dồn người ta vào đường cùng. Vì đằng nào người ta cũng bất tử, cuối cùng thì người ta sống sẽ quay lại. Đằng nào người ta cũng đi mà, thì người ta phải cắn cho mình phát, không người ta phải lệnh cho mình phát. Gọi như thường Tế Điên thường gọi là trong danh dự, trong danh dự. Một câu nói thôi, nhưng Tế Điên ngày xưa thì trải qua nhà tù rất nhiều rồi ạ. Nên bởi vậy Tế Điên đào nát cũng rất nhanh, học hỏi rất nhanh, bắt nhịp rất giỏi, nghe nhạc đã nói trình luôn. Và anh dạy như nào, nói mình như nào, cảm nhận sau này. Thì khi Tế Điên, những cái tăng đó Tế Điên toàn làm em mà, làm em của các anh thôi. Sau này đi cái tăng đó về thì Tế Điên đó nó gọi là mỗi người, mỗi 5 tháng mình lại hơn 1 tuổi đi. Và lại có được những người em gọi mình bằng anh, rồi có những người cháu gọi mình bằng chú. Đó. Thì 5 tháng nó qua đi, rồi là mình cũng lại được các em gọi mình bằng anh. Chứ ngày xưa đi tù mình chỉ là em thôi, chứ làm gì mà có ai gọi mình bằng anh. Thế tuổi đời ít. Đó. Số má nhà tù thì chưa có, trại lớn thì không có cái vẹo gì rồi. Đó. Gọi là giam cứu, ở cùng tỉnh với nhau. Và được các anh tạo điều kiện cho cái chân. Thì
anh em trong tù trong cứu biết mình thôi, chứ còn đi các trại ai biết được, thằng Tế là ai, chỉ là một cát sa mạc. Đó, nên bởi vậy là cứ mỗi 15 tháng mình đi học hỏi, học những cái để tồn tại, để sinh tồn con người mình trong nhà tù. Vì thế nên thường chia sẻ với mọi người trên cộng đồng mạng rằng là nó như là một cái thuần túy nhất, một con người, một thú vậy thôi. Ở trong khu rừng nó cũng phải học cách sinh tồn, con người cũng vậy. Vì nơi nhà tù, nơi tàn khốc, nơi sống mà, sống dưới bầy thú dữ, toàn lưu manh đầu đường xó chợ, toàn giang hồ, toàn thành phần ngang bướng, lười láo, đòi lòng xã hội đấy, chứ chả ai người ta tử tế vào nhà tù đấy. Nó bởi vậy mình sống giữa một cái ô hợp như vậy, mình phải học để tồn tại, để trở về có sức khỏe, để trở về còn ra con người. Chứ còn có những phạm nhân mà người ta về, những thập niên đó ấy, về gọi là mang được cái hình ảnh về, chứ còn sức khỏe, bệnh tật mang suốt cả cuộc đời. Mọi người biết những trận đòn bằng búa đinh, những trận đòn bằng gậy ba pha, bằng dây ba pha, bằng những khẳng bốn tiêu chuẩn, đánh không thở được. Mà mọi người biết rồi, đã là một đội viên, một người nhân dân, không dám nói, không nói hay. Bao nhiêu phạm nhân cả tháng thì ăn mười mấy trận đòn vì không làm đủ khoán. Đấy, trại cải tạo nhé. Còn nhân dân ở giam cứu thì trại nào cũng vậy. Có ông cả tháng ăn đòn cả tháng. Nên là giam cứu nó chỉ là một nơi dừng chân, cũng cùng lắm là giam cứu đến 8 tháng 1 năm là đi trại. Chưa phát bệnh nữa, quánh chưa phát bệnh nữa, nhưng lên trại lớn bắt đầu phát bệnh. Đấy. Hoặc là đi về hết án ngắn này, 1-2 năm về lại phát bệnh. Sau anh Minh Cơi, anh được giam cứu được sang tháng thứ 4, ngày xưa lệnh tỉnh là 4 tháng. Hết lệnh 4 tháng thì anh được tại ngoại và về. Anh về thì ngày hôm sau luôn. Ngày xưa Đại An anh hay trèo lên những cành cây để gọi vào đấy. Vì băng đê, ai ở tù ở Đại An chắc biết là băng đê là băng sắt tường, sắt cái tường bao. Đó. Thế là anh ấy về một phát, hôm sau anh vào trại thăm anh em Tế Điền đấy. Anh ấy ra sau cứ gọi Sĩ Huy, Giới Giận ơi, Thùy Con, Lam Cộng ơi, thì gọi cả bọn anh Cường Kẹo nữa. Và anh bảo là anh em ơi, tôi gửi quà cho anh em ở buồng 6 rồi. Đó, với anh em ở buồng tôi, anh em tôi mới về một ngày thì thôi, của ít lòng nhiều, nó tình cảm, tôi vào thăm anh em. Sau này thì không biết là có vào thăm anh em được không. Đó, nhưng là như đã hứa, khi mà tôi về tôi sẽ vào thăm anh em. Đó. Đó, buổi trưa anh vào buổi sáng, gọi buổi sáng thì buổi trưa anh gửi quà. Thì đến tầm khoảng 11-12 giờ trưa thì lúc đó cán bộ vào giả quà. Đó, giả quà thì buồng Tế Điên một quà, buồng anh Cường Kẹo với anh một quà. Đó. Thì lúc về thì ở buồng kia thì anh ấy gửi cho bên kia như nào thì Tế Điên không biết. Nhưng ở buồng Tế Điên ấy thì anh về thì trước những cái lúc mà anh biết anh về mà ra cung, anh biết anh về, anh cứ bảo là hai thằng em út nhất, nếu mà các em trong tù các em thích cái gì anh sẽ mua tặng các em. Tế Điên với bạn Lam Cộng bảo anh mua cho bọn em một đôi, mỗi thằng một đôi áo tích cô với quần đủ đội, như anh sắm cho hai anh em bốn bộ của nó lót. Đó, mỗi anh em một đôi dép. Còn quà của anh Sĩ, của anh Giới khác đấy, và anh ấy, mọi người, anh ấy còn gửi tiền, đủ đồ chơi cho cả những người anh em. Thì Tế Điên với Lam Cộng với anh Sĩ Huy mà anh Giới Giận bảo bạn ơi,
tù của này chắc mấy năm mới về. Thì thôi anh em trong tù bạn biết rồi, nó cũng thì bạn giúp cho anh em tôi hưởng thụ. Nhưng là anh Minh anh cũng bảo là thôi bạn, cái đấy thì thứ nhất đang nghỉ luôn bạn, tôi vậy về là tôi không chơi nữa, mình nghỉ luôn, chơi vào rồi mệt mỏi, rồi lại tự nhiên tôi lại thành hại anh em ở trong này, còn anh em cứ cần gì tôi gửi, ngoài mỗi đồ vui thôi, là anh không gửi, rượu có, mọi người biết dám cứu những thập liên đó 97 rượu 2 bịch, đó, nếu mà ước tính ở dám cứu mà mua được 2 bóng không có đâu. Nhưng nếu mà có mua được ấy, thì cũng phải tương đối tiền. Đấy các bạn. Ngay bây giờ thôi, những tập liên 2013 thì mình bắt vào Đại An cái tập cuối cùng này, vào 13. Lúc đó tập liên đang làm tự giác ở Ca Lâm, mua một bóng rượu ở ngoài xã hội ấy, một cái bóng rượu đó tầm khoảng 10.000 ấy. Đó, trong tù 500.000. 500.000 mà không phải là ai cũng mua đâu mọi người. Là phải có người có số má như là đầu bộ trưởng nhà B này, hoặc là phải tự giác ở K như Tế Điên này đó. Hoặc là phục vụ cán bộ thì mới mua được những bóng rượu như vậy. Mà có phải mà cũng tùy bộ trưởng mới mua được, mà cũng tùy tự giác mua được. Tự giác cứng mới mua được, còn tự giác ối rồi dạ, tự giác tiền thì không có cái chương trình gì để mà quan hệ hay là tiếp thị cả. Mà kể cả cái tiếp thị ông cũng mua được thì ông cũng bị hải quan. Đấy, hải quan là gì? Hải quan là người ta chặt chém. Ví dụ một bóng rượu này, ví dụ là 330 ml chẳng hạn, người ta chỉ cho ông nhận 200 ml thôi. Đó, cũng phải mua, giá tiền như nhau. Còn như Tế Điên mua chẳng hạn, anh em có số má trong nhà tù giám cứu, người ta mua thì phải đủ nửa lít, na nửa lít. Đấy, như là 500.000 mọi người, đắt rượu Tây chứ là cái gì. Đó, nhà tù đó. Mọi người biết cái gói bóng mờ, gói bóng mờ trên Hà Nội, gói bóng mờ, bóng con gà, gói thuốc lào con gà ngày xưa thập liên đó, đó chỉ khoảng lớp một V, một cái V này chỉ khoảng 20 điếu. Đó, còn cái gói Thăng Lan ở Nam Định thì nó to hơn, thì phải V được khoảng 30 điếu. Đó, một gói thuốc lào đó mà, thế nó sai đâu, cái 1997 đấy, lúc đó đấy mọi người, 200.000 một túi đó, 200.000 một túi thuốc lào. Đó. Còn có những anh em mới tù với Tế Điên về đây này, ở Lâm Hà mới về đây, Lâm Hà mới về mọi người ạ, còn bảo ấy là anh ơi 10 V thuốc lào nhé, 500.000 10 V thuốc lào, uy tín luôn, chạy Lâm Hà mới này. Đó, một bao thuốc lá 5 lít tính tiền 500. Đó, gọi là siêu lợi nhuận. Những cái đồ đó ở trong trại. Trại cấm thuốc lào thằng lá thì thuốc lá, mọi người biết đấy, thuốc lào ấy, người ta đi lao động ở ngoài dân ấy, mọi người ta mua xong người ta sẽ cho cái bao cà bốt. Thắt nút vào, người ta cắm phích, cắm vào lỗ đít đấy, nó mộ môn này. Xong vào đó người ta đi vệ sinh ra. Đi vệ sinh ra xong bắt đầu là người ta bắt đầu đóng gói như kiểu đóng hê đấy. Từng gói từng tép một đó, bán thuốc lào đó. Mà cái người đó thì người ta bắt được thì đi kỷ luật giam riêng, nó mất giảm án đúng không mọi người, nó khổ ải ai chịu cho đó. Nên người ta bồng vào thuốc lào thuốc lá đấy, bồng vào trại toàn cắm vào phích hết. Nhưng coi lắm con vợ phích to thật, Thế Điên nói thật sự luôn, Thế Điên nó sai luôn cái 5, 2, 10, 10 đấy đó. Có cái phạm nhân ở trên trại giam Hà đó, người ta cắm cảm có điện thoại đen trắng vào trong phích được, trong lỗ hậu môn được, kinh khủng. Mọi người biết cái máy Y100 đó, máy Y100 nó ngắn ngắn bằng cái bật lửa đấy mọi người đó, nó đấy tròn màu trắng đấy, cắm nguyên con điện thoại vào trong cái phích, kinh. Thế nó sai luôn đó. Lúc đi vệ sinh máu bé bét, nó đứt cái mao mặt ở cái đó, máu ghe ghét này.
Một cái điện thoại đó mà ở ngoài xã hội ví dụ 100.000 ở trong đó bán 1 triệu một cái. Nó đơn giản cái sim vứt đi, cái sim vứt đi không dùng ấy, gọi là sim rác ở ngoài xã hội đấy. Người ta dùng hệ chán người ta vứt đi, vào đó bán 100.000 cái sim đó. Thế nên bán 100.000. Một cái cục pin đen trắng mời nhá. Một cục pin đen trắng cái 200.000 cục pin, 200.000 cục pin. Còn có những thời gian cái cục sạc ấy nó đắt nó mức độ 300.000 một cái cục sạc. Không có mua cái cục sạc ấy. Có những con vợ cắm một phích 2-3 cái củ sạc. Cái củ sạc là mọi người hiểu như thế này, làm sao mà cắm được nhiều như vậy, là người ta tháo cái vỏ ngoài, người ta vứt cái vỏ, hai cái nhựa ngoài đi, mà ở trong nó chỉ có một cái vỉ gọi là IC, con tụ đấy mọi người đấy. Xong người ta ốp 3-4 cái vào, người ta quấn bao cốt, người ta cắm một phích, xong vào đó người ta sẽ chế thành như của một cái hộp nhựa, như hộp diêm ấy mọi người. Xong rồi ta cho cái vỉ đấy vào, ta đấu hai đầu vào thôi. Đó. Kinh. Uy tín luôn. Sau anh Minh gửi về vào cho anh em chè cháo rượu cái đêm đó. Tối hôm đó là thôi, hai buồng say ngất ngưởng luôn. Uống bú vào, bú rượu vào, bắt đầu hát hò đêm hôm. Thế thì người ta thường nói, rồi cuộc vui rồi cũng phải tàn, chấm dứt. Không thể kéo dài được. Nhưng động lại, đó là thứ tình cảm của mình cười, người anh chỉ sống với Tế Điên có 4 tháng trong giam cứu, nhưng dạy cho Tế Điên với bạn Nam Cộng cũng rất nhiều cái để học hỏi, đó là cách cư xử và cách đối nhân xử thế với nhân dân, đó, xử nhân dân. Đó. Chứ trước đây là Tế Điên với Nam Cộng hăng lắm, làm luật mà xuống vào buồng là lệnh căng luôn, lệnh cẩn thận luôn, lệnh cho lụt chí khí, lệnh đêm làm mê sảng nó. Trong nhà tù nó là chỉ hai con đường lựa chọn. Một, mình phải chấp nhận, phải làm được những điều đó. Hai, mình phải là người nhân dân. Chỉ có hai con đường lựa chọn thôi, mình nhà tù mà. Một là ông phải sướng, đúng không? Không sướng thì khổ, chứ hai con đường thôi. Thế thì sự khổ thì Tế Điên đã bị khổ rồi. Đúng. Năm 92 nằm ở Bang Giờ, những ngày tháng đang hành quyết, làm nhục, hành hạ Tế Điên. Tế Điên sợ từ trong giấc ngủ, giấc mơ hoảng loạn. Nên bởi vậy không bao giờ dám một lần nữa bị đẩy xuống nhân dân tệ. Đẩy xuống nhân dân tệ. Nên là phải làm được. Có những cái trong nhà tù, tại sao có những người bảo xem có thể bảo là sao anh em trong đó sống ác thế nhỏ như Tập Liên đó mà. Tế Điên dám khẳng định luôn, bất cứ một trại nào đó, bất cứ một trại nào, những Tập Liên đó đều phải như vậy. Vì nhà tù không có sự lựa chọn. Một là ông tướng, hai là nhân dân tệ. Xác định luôn đó. Và có người muốn xác định ấy, nhưng cũng không được ấy. Vì người ta không gặp anh gặp em, không gặp thời gặp thế. Có bản lĩnh rời vào cũng chỉ vào cối xây thịt, không thua thì bao nhiêu cũng đủ, bao nhiêu vào cũng tẽ hết. Đấy. Một cái đại bàng đẹp, lông mượt, yeah. Lông mượt. Nhưng là vào trong buồng đóng cửa chỉ khoảng 5 phút sau thôi, con đại bàng nó trông như con gà cũng áo lan này là một luôn. Cánh kiếc tả tơi, anh không nhận ra đại bàng luôn. Nhưng có những con người ở ngoài xã hội không là gì đâu. Đó, nhưng vào đấy người ta gặp thầy, gặp thợ, gặp anh, gặp em. Đó. Người ta quýt đại nhau lên, thanh thế, phố trương thanh thế, tạo cho nhau được cái cước sắc trong nhà tù. Thế là người ta còn dập lét hơn cả những người anh em giang hồ thật tiêu này. Thế nên là mình không thể nói được gì. Vì nhà tù, đã là nhà tù thì nó méo hết, méo kiểu. Nó không giống một gì và nó không hình hài ra một cái gì. Vì là mỗi buồng là do một đó, buồng 7 này, ví dụ buồng ở D7. Ví dụ thời của người của ví dụ như nó đơn giản như là lúc Tế Điên với bạn Nam Cộng đang làm với ở đó, đi chạy, người khác lên lại một khác. Mỗi một người duy trì buồng là một cách sống, cách cư xử theo tính cách của nội quy quy chế trong buồng giam là do thằng tù đặt ra. Thế thì tất cả những anh em đều phải chấp hành. Vì nó là đứng đầu buồng mà, nó là đại bàng, nó là quạ một buồng. Nên là cứ một thời một khác, một thời buồng trưởng đi rồi thằng khác lên, nó lại tiếp tục
Mỗi người một tính cách mà, thì nó lại phô trương và thể hiện đúng tính cách của con người đó. Nó đơn giản, chỉ cứ đơn giản như này. Ví dụ bình thường ra, trước đây, Tế Điên làm đi, ở cái buồng này, cho anh em đánh nhà mét tầm khoảng 15 phút. 15 phút đánh sạch nghỉ. Nhưng có buồng người ta lại bắt đánh 20 phút cơ. Đấy, nó không có một cái lập trình gì hết, nó không không giống một cái gì hết. Nội quy do thằng tù đặt. Mỗi buồng có một nội quy khác nhau. Và mỗi thời một khác. Mỗi một chế độ một khác. Chế độ có ví dụ anh Hải Phấn là buồng, khi anh Hải Phấn đi rồi, anh Hà Mộc lên là buồng, hoặc anh Tấn Đần lên là buồng, lại một khác. Tiến Điên chào 1015 người đang theo dõi trên kênh Ruby Tế Điên Nam Định. Cảm ơn khán giả đã theo dõi trên kênh Ruby. Đó là câu chuyện của Tế Điên kể về anh Minh Cơi cùng vụ với anh Quang Thái. Trước sau anh lại gây tiếp vụ cố ý gây tích và vào buồng Tế Điên. Lúc đó Tế Điên và bạn làm cộng đào đó thì câu chuyện của Tế Điên gửi khán giả yêu quý, và cũng qua câu chuyện cũng mong rằng đó các cháu hãy nhìn là cách cư xử, cách sống mọi thời đại, xã hội cũng vậy, hiện bây giờ cũng vậy, nhà tù cũng thế, bản lĩnh không ăn thua, gấu mèo cũng chả ăn thua đó. Vì người ta không sợ đâu. Đó. Và người ta chỉ lẻ xã hội bây giờ mà anh em giang hồ vậy, người ta lẻ cách sống, cách sống, cách đối nhân xử thế của con người là quan trọng. Ông gấu thì núi này lọ có núi cao hơn, ông gấu mi xe có lại gấu hoang dã cơ. Đấy, gấu trúc à đẹp thôi nhưng chưa ăn thua. Đấy. Đúng mọi người, nó đẳng cấp nó rất nhiều. Mà đôi khi giang hồ chưa chắc đã gấu bằng người dân bình thường đâu. Vì là người ta chưa phải động bắt cơm manh áo người ta thôi. Cứ nếu động bắt cơm manh áo người ta, cứ phải động bằng những người thân người ta ấy, thì tay pha ngoài xã hội chưa chắc bằng tay người ta đâu. Người ta xuống tay còn tàn bạo hơn cả những tay đào thực thụ luôn. Chẳng qua là người ta là cuộc sống lương thiện và cuộc sống bình lặng trôi đi. Đó, không ai va chạm người ta, chứ còn cứ thử o ép người ta, cứ thử chà đạp với người ta, hoặc bắt cơm manh áo người ta đang ăn như này, ông thử giật đổ đi xem. Có những người còn máu lạnh hơn các con vợ tay đao nhiều. Tay đao và giang hồ lúc đó là thời loạn lạc, thời đó giang hồ anh em đâm chém để lấy số lấy má, để lấy địa bàn giật để làm ăn. Xã hội bây giờ nó phát minh lịch sử, đó mọi người. Cách sống đôi nhân thì quan trọng. Gấu họ không sợ, giang hồ họ không sợ. Sợ gì? Nhưng là có những giang hồ vẫn được những người dân yêu quý. Đó là cách sống. Người ta không cậy đông hiếp yếu, người ta không cậy mình là lọ lầy lọ chứ kia, mà người ta đè lén. Mà người ta chỉ có giang hồ thì có thể giữa giang hồ với nhau. Nhưng có ông thì cậy làm anh của người có số má một tí, ra đường toàn bắt lạt những người bình thường, dọa ma dọa khỉ, xong bắt đầu là làm tiền của những người đó. Chứ còn thì có những cái giang hồ người ta rất chất. Đụng là chạm, chạm là đụng. Đấy. Ngang là lệ, ngang là phẹt luôn. Nhưng họ xử sự với những kẻ giang hồ khác, chứ họ không làm những điều đó với những người dân bình thường. Giang hồ chất, bây giờ thì giang hồ không chất, Tế Điên thật luôn. Bây giờ không thể gọi từ giang hồ được. Giang hồ phải những thập niên của những người anh, người chú đi trước. Chứ còn bây giờ, nói thật sự là xã hội bây giờ hay quen nói từ đó thôi, chứ còn không có giang hồ. Không đúng chất là một giang hồ luôn. Tế Điên chia sẻ. Cũng qua câu chuyện, cũng mong rằng mỗi một câu chuyện, mỗi một video hay buổi live stream kể một câu chuyện nào đó, đó cũng là những câu chuyện để cho các em và cháu nhìn thấy đó trong cuộc sống vẫn còn hy hữu những cái câu chuyện và những cái vụ án như thế. Cũng mong rằng
những các cháu Lào cũng còn đang mải chơi, vẫn còn đang tụ tập với các hội hè băng nhóm hoặc là với người nọ người kia, thì tốt nhất trở về bên bấm gia đình. Chỉ có gia đình là người yêu thương ta nhất và là người theo đuổi ta thôi. Đó. Chứ còn không có anh em nào theo đuổi mình đâu lúc mình sa ngã. Đó. Thế nên chào Truyền Hoàng, chào Thuận Phạm. Bạn giao cứu ở Kim Chi có khét không bạn? Mình chưa qua Kim Chi bạn ạ. Mình cũng nghe thế mà là Kim Chi cũng khét, nhưng là mình chưa ở Kim Chi nên là mình cũng chỉ nghe thế thôi. Chứ còn thật sự bạn là nó đơn giản này, thế nên cũng chỉ chia sẻ thế này là mọi người hiểu này. Ở đâu biết đó, đúng mọi người đó. Chứ bây giờ ở Kim Chi, anh em ở Kim Chi chỉ tù ở Kim Chi thôi, người ta bảo à Kim Chi khét lắm, đúng mọi người. Nhưng nó Tây Điên ở Đại An thì nó bảo ui ở Đại An nó khét lắm. Anh em Hà Nội, Hà Lo, người ta cũng khét lắm. Đó. Nếu mà con người nào mà kiểm dịch được trại nào khét nhất, trại nào khét nhì thì người đó là bốc phép. Thế nên dám khẳng định luôn là buổi livestream này, vì sao người đó khẳng định được điều đó thì người đó là phải đi tất cả các trại giam cứu rồi, đã từng trải qua đó rồi thì người ta mới dám nói là trại là nhất, trại là nhì, đúng mọi người. Chứ còn đã làm sao ai mà đi hết được các trại giam cứu ở cái đất nước Việt Nam mình, đúng mọi người. Thế thì đã không đi hết thì đừng có ai phán xét Kim Chi là khét hay là Cầu Cao là khét hay là Đại An là khét. Đó. Đại An nghe mệnh danh mà là địa ngục trần gian. À, nhưng lên trại thì đây cũng đã nhìn thấy anh em phạm nhân ở Kim Chi lên rồi, còn tả tơi, còn tươm tả hơn cả Đại An. Đó. Nhưng mình chưa cảm nhận ở trong đó. Mình có ở đó đâu mà mình biết được. Đó. Thế nên thế chỉ biết chia sẻ với bạn như vậy. Bạn ạ. À, nên là đúng bạn. Chứ còn ở đâu vậy thôi. Lên tù bây giờ ấy, thì thật sự luôn mọi người là nó bình rồi. Nhưng nếu mà những tập liên của những tập liên 90, thế nên dám khẳng định luôn đường live stream này, trại nào cũng khét, trại nào cũng bú người hết, trại nào cũng lệnh người, mà trại nào cũng làm căng hết. Nó đơn giản như Hỏa Lò là người bắt đầu lập ra cái phái tọa thuyền đấy. Đấy. Thuyền đấy, ngồi thuyền khoanh chân đấy, cúp pha khoanh bố đó. Nhưng là Đại An lại học lại của Hỏa Lò, nhưng Hỏa Lò sáng lập ra cái môn tọa đó lại không bằng Đại An. Vì Đại An học lại cái y kíp đó, như là luyện người đến liệt chân cả hai chân. Anh em ở Đại An lên trại, các trại Linh Khánh, rồi là các trại Thanh Cầm, Thanh Lâm, Thanh Cầm, có những ban thị, còn có những chuyến người ta còn giả về. Vì phạm nhân nó sức tàn lực kiệt rồi, chân liệt mà, lên có làm gì đâu, giả về. Giả về để vực người bắt đầu khỏe cho đi, người ta lại nên... Không, bó gối này, đào hiếu, bó gối này là quá là vớ vẩn. Bó gối, thế nên dám nói bó gối là vớ vẩn. Bó gối ngồi, mình được bó gối ngồi của này. Chứ còn ngồi khoanh chân, ngồi thuyền, nhưng mà ngồi sư ấy mọi người. Hai chân nó không phải, thuyền là phải đan chân nọ, đan chân kia như này, mọi người nhá. Đấy, xong khoanh tay như này, cúi mắt xuống như này. Đấy. Ôi giời, lép căng đét. Chứ còn bó gối thì lại sĩ quan ở Nam Định ấy. Sĩ quan ở Nam Định ấy, với được bó gối. Đó, bó gối là người ta ngồi, tôi cho khán giả cho tôi lên xin phép này. Đây mọi người là bó này, hai ngồi này nhá, bó chân này. Đấy, ngồi này bó gối, vứt. Bó gối là sao mà liệt được? Chỉ có đi tàu Etalic, ngồi thuyền, du thuyền đấy, của các nhà sư ngồi khoanh chân, liệm Phật đấy mọi người, đúng như vậy luôn. Đấy, chân lưng thẳng nha, lưng thẳng nhá, ngực ướn, cúi mắt xuống, tay khoanh như này, chân khoanh, như vậy. Ở nhà C, những tập liên 97, 94, 92, mọi người nhá, thứ bảy chủ nhật, 4 nhà C mở cửa ra cho nhân dân sưởi để lắng, để tắm ghẻ. Đó. Và C nào cũng bỏ ra khoảng 6-7 người, bỏ đi, tập đi. Tập đi, cứ vịn tường mọi người. Đấy. Vịn tường, tập đi, bò. Không sai đâu, liệt hết, hô tất liệt tiệt. Đúng, ok Đào Hiếu, đúng không em? Bó gối này vớ vẩn. Bó gối này sau này nó sau này bị liệt nhiều quá, không dùng du thuyền nữa, không thuyền nữa là người ta mới cho bó gối.
Đấy, bộ trưởng nó cho bó gối, cho dụ ngày xưa mà thuyền thì thôi rồi, tàu Etelix thì trôi dạt phiêu bạt luôn. Đấy, các con vợ chỉ có Liệt thôi, hôi tôi Liệt hết. 73 chào anh Tế, chúc anh luôn sức khỏe. Anh cảm ơn Nhã Hoàng cho anh Tế Liên gửi lời chúc anh em 73 có một buổi tối nhiều niềm vui hạnh phúc tràn ngập yêu thương. Em chào anh Lý Nhất Đát, lâu quá có thư nghệ. Chào từ anh Trần, sống như vậy chết còn hơn anh. À, anh hiểu em ạ, nhưng là Tế Điên cũng vậy thôi. Tế Điên chia sẻ với Tú anh Trần, anh cũng vậy, lúc anh bị ở buồng Đăng Hà nó tiêu diệt anh, anh muốn chết đi em ạ, anh không muốn sống nữa vì anh nó đối xử anh không bằng con vật nó còn được sướng hơn anh. Anh thật luôn. Nhưng là nhà tù không có cửa chết, và không có cái gì để mà tự hỏa tiễn mình. Chứ có thì Tế Điên đi đâu rồi, Tế Điên uy tín luôn. Lúc đó Tế Điên chỉ cần một cái vật gì đó, sắc gì đó, Tế Điên có thể nuốt vào bụng cho đứt hết ruột ra mà đi. Nhưng không có cơ hội gì, không có chương trình gì. Mọi người biết vào trong nhà tù giam cứu, cái cúc bò cán bộ người ta còn lấy kim người ta bẻ ra đó, xong nào lấy cái dây buộc tạm vào đó, từ ở giam cứu rồi, từ ở ấy rồi, dép hay bất cứ một cái gì nó có khuy sắt người ta bấm người ta bật hết. Mọi người biết cái khóa cái áo đấy, khuy áo khóa đấy, vào phát người ta bẻ hết, không bao giờ người ta cho đấy, không bao giờ cho mang vào, bẻ luôn cúc quần bò mà người ta bẻ luôn, cúc quần bò màu sắt đấy là người ta cắt hết vứt hết. Gì có cái cơ hội gì em, thìa mọi người biết rồi, thìa giam cứu gửi vào nhà mình, gửi vào cái thìa cứng đấy, thìa nhựa đấy, người ta vào đó người ta có phải gây đâu, người ta cầm dao người ta chặt luôn cái một chỗ mà bọn khám quà đấy, khám quà của phạm nhân người ta xem có đồ vi phạm đấy, người ta chặt luôn mọi người, người ta chặt chỉ còn một cái mõm thôi, cái mõm thìa thôi đó, để ăn thôi, ăn là cầm một cái mõm là cơm nó vẫn bám vào, rau nó vẫn bám vào tay này mọi người, cũng không thể ăn bốc rồi nhanh đấy. Nhưng Thập Liên đó gì có đũa để mà moi đèn nhau, moi pha nhau à, không có đũa đâu, toàn tự chế trong buồng thôi. Người ta lấy cái đan quạt đấy, mà hai cái đan cạt cứng của hai cái thân, một cái ở giữa, một cái đít, một cái đầu quạt đấy, mà nó có hai cái cực cứng đấy, người ta bắt đầu mới bẻ ra, xong người ta mới ngâm vào nước để cho nó bỏ cái giấy ra, xong rồi người ta phơi đó đó, mà hoặc người ta lấy cái mỏ chỉ tinh bé nhặt ở đâu, bé người ta cào để cho nó hết đi, cho nhẵn thì người ta ăn cơm thôi mà, chứ lấy đâu ra, không có cái chương trình gì. Chứ Tế Điên lúc làm đó cũng muốn đi lắm mọi người, nghĩ nó nhục, khổ, hành hạ, châm cho chúng nó cái lửa vô tình bị tắt ấy, Tế Điên bị tắt lửa, nó thông tai, nó lấy dép nó vụt cho ong hết cả đầu lên, vì sau lửa cháy vào tay rồi mọi người, không dám thả. Tế Điên không nói sai luôn, không dám thả, thả ra mà nó tắt lửa nó anh chết, không dám thả đâu mọi người. Nóng như vậy cứ cầm này. Tay lúc nào cũng vàng, vàng nó cháy vàng xén. Uy tín luôn. Tế Điên chào 1.000 người đang xem, theo dõi trên kênh YouTube Tế Điên Nam Định. Tế Điên cũng đã live stream được 73 phút. Cũng cho Tế Điên được tắt live stream. Cuối buổi live stream như thường lệ, cho Tế Điên gửi lời chúc khán giả yêu quý trên kênh có một buổi tối thật nhiều niềm vui hạnh phúc cho cuộc sống. Và ngày mai 20:30 Tế Điên lại lên live stream tiếp tục kể những câu chuyện trải lòng của mình, cũng mong khán giả yêu quý đón nhận, mọi người yêu quý dành tình cảm cho Tế Điên. Tế Điên chào khán giả yêu quý mình trên kênh, chúc mọi người buổi tối tràn ngập yêu thương. Tế Điên chào mọi người yêu quý.